Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, ở trên Android thì có rất nhiều những phần mềm để mà chặn quảng cáo khi mà xem YouTube, hoặc là có thể là nghe được nhạc khi mà tắt màn hình đi, như kiểu là YouTube Voice hoặc là YouTube Pro như này, và cũng có một số phần mềm khác nữa. Tuy nhiên ấy, ở trên iOS ấy, thì nó có ít những phần mềm như thế hơn, và nếu có ấy, thì cái việc mà giao diện của nó ấy, hoặc là những cái tính năng ấy, nó không được ngon như kiểu là YouTube Dancer ở bên Android. Tuy nhiên thì đây em có một cái phần mềm mà em cũng mới biết thôi. Phần mềm này có từ lâu rồi nhưng mà giờ em mới biết thôi, thì chia sẻ lại cho các bác biết. Thì nó sẽ giống gần như y chang cái YouTube gốc của nó. Thì cái YouTube gốc của iPad đây, em đang dùng con iPad nhé. Thì nó ví dụ tắt màn hình này. Đấy, tắt màn hình thì nó cũng sẽ tắt luôn. Đấy, và nó có rất nhiều quảng cáo. Thì nay em sẽ test cho các bác biết được một cái phần mềm khác mà nó có cái giao diện giống y chang như cái YouTube này, và nó có chặn quảng cáo và tắt màn hình được. Thì trước tiên ấy, các bác để em cho lên cái màn hình máy tính nhé. Đấy. Đấy. Thì trước tiên ấy, các bác tải cho em hai cái phần mềm. Đây, hai phần mềm từ đang tắt cái xóa này đi. Đấy, hai cái phần mềm đang có trên màn hình đây. Thì hai cái phần mềm này em sẽ để ở dưới phần mô tả nha, các bác chỉ việc xuống đấy để tải về thôi. Đó, thì khi mà các bác tải về xong rồi thì các bác nếu mà dùng Windows Windows 64 bit ấy, thì các bác dùng cái slide loading đây này. Cái tiếng Anh thì em hơi ngu. Thì đấy, cái phần mềm đây là em dùng 64 bit nhé, thì em sẽ dùng cái này. Sau khi các bác tải về thì các bác cài đặt cái này ra, cài đặt ra, em sẽ cài cho các bác từ đầu luôn. Đấy, các bác cài ra, các bác chờ tí nhé, cái phần mềm nó sẽ hơi lâu tí. Đấy, các bác cài đặt ra bình thường. Đấy, em sẽ làm từng bước cho các bác xem, nó hơi dài dòng một chút. Đấy, các bác cài đặt nó hết ra. Và cái quay này nó hơi bị em đang quay cái màn hình bằng cái camera điện thoại như này ấy, thì nó hơi bị nhòe nhòe, các bác nhìn hơi khó một chút, nhưng các bác thôi cố gắng nhé. Đấy, các bác cứ cài ra, cái này thì sẽ hơi lâu chút nhưng mà các bác cứ bình tĩnh. Rồi, thì sau khi các bác cài ra thì các bác chưa chạy vội nữa nha, để cho nó tắt đi đã. Để sau khi mình cài xong thì mình phải cắm cái iPad vào đã. Rồi, cài đặt vậy là xong rồi nhá, chỉ cần hai phần mềm này thôi. Cài đặt xong thì nó sẽ ra cho các bác cái biểu tượng ở đây. Thì trước khi chạy cái biểu tượng đấy thì các bác cắm cái cáp kết nối giữa máy tính và cái điện thoại iPhone hoặc là iPad của bác rồi nhé. Thì hiện tại em đang dùng cái iPad là cái con iPad Pro 12.9, và nó đang chạy cái phiên bản là mới nhất nhé. Đây, 15.6 này. Đấy, em đang chạy 15.6 nhé, vẫn dùng được nhé. Đấy, thì em sẽ cắm vào này. Đây, đây dây cắm với máy tính này. Cắm vào. Rồi, ok. Nếu như mà nó có hiển thị cái bảo là đồng ý kết nối với máy tính hoặc cái gì đó, kiểu là tin cậy hay không tin cậy gì đấy, thì các bác nhấn vào cái chữ tin cậy nhé. Rồi, em sẽ quay lên cái màn hình tiếp. Rồi, ok các bác. Thì rồi, sau khi cắm cái cáp vào màn hình rồi, vào cái con iPad của em rồi, thì các bác chạy cái phần mềm này. Thì các bác cứ chạy bằng quyền admin cho nó nguy hiểm nhé. Ấn chuột phải vào, run bằng admin này. Rồi, các bác chờ tí. Cái hướng dẫn này nó có thể là sẽ rất lâu, nhưng mà em muốn làm từ từ để các bác nếu mà có gặp lỗi gì thì các bác sửa nhé. Đây, ví dụ như máy của em này, nó báo cái lỗi gì đây này, em cũng không rõ đâu, nhưng mà em thử nhấn yes xem nhé, xem thế nào. Đấy, khi mà nhấn yes thì nó sẽ tải một số cái file gì đấy, còn thiếu gì đấy. Kệ đi, cho nó tải đi. Nếu như mà tải xong mà nó vẫn báo lỗi tiếp thì các bác lại nhấn no nhé, thôi coi như bỏ qua. Các bác chờ tí cho nó tải xong đi. Cho nó tải xong đi nhé. Hơi lâu chút. Rồi, đã cài đặt rồi đấy. Đấy, nó khởi động lại cái phần mềm. Đó, thì sau khi khởi động lại phần mềm thì nó vẫn báo cái lỗi đấy, thì
các bác thôi, không cần nhấn yes nữa mà nhấn no đi, bỏ qua nhé. Đấy rồi, ok. Thì trong cái phần mềm này này, các bác ở cái dòng này này, ở cái dòng trên thì là nó hiển thị cái tên của cái thiết bị của các bác này. Ví dụ của em là iPad Book này, đang chạy phiên bản là 15.6 này. Cái này không quan trọng mấy nhá. Thì trong ở cái phần dưới này này, ở phần dưới Apple Account này, thì các bác nhập cái tài khoản Apple của bác vào nhá. Thì cái phần mềm này sau này nó sẽ yêu cầu các bác đòi cái mật khẩu của cái Apple ID này. Thì em khuyên các bác là nếu mà không 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 kiểu như là sợ mất an toàn thì các bác dùng một cái kỹ là dùng một cái tài khoản khác ấy, tài khoản nó không quan trọng ấy, cứ như là cái Apple ID nó không quan trọng cho lắm ấy, kiểu là mình nhập để chơi thôi ấy. Thì các bác dùng cái đấy nhé, dùng cái đấy cho nó an toàn, cứ như là không quan trọng. Đây em dùng luôn cái Apple ID em đang sử dụng luôn nhé. Đấy, còn nếu như bác nào mà dùng cái Apple ID đang đang sử dụng như em bây giờ này, thì sau khi các bác làm xong cái phần mềm này thì các bác đổi mật khẩu đi nhé. Đấy thì em dùng cái của em luôn, cái van này không cần quan tâm nhé. Đấy thì các bác nhập cái tên của Apple ID vào này. Đấy, rồi sau đó thì các bác cái chỗ IPA này này, đấy các bác nhấn vào đây. Đấy, các bác nhấn vào đây thì các bác chọn đến cái file U này, U Plus này, đấy của em, nó đang là phiên bản 17.26 này. Đấy, các bác chọn nó, open. Đấy, ok. Đấy rồi nhá. Thì sau khi các bác chọn được nó rồi, các bác nhấn vào cái chỗ này để cho nó sổ xuống. Đấy, và các bác nhấn chữ Start nhá. Start. Đấy. Rồi, chờ nó chạy thôi. Đấy, chờ nó chạy. Đấy, thì cái bước này này, nó sẽ yêu cầu các bác là nhập cái mật khẩu của cái Apple ID là vào. Thì em vừa nãy rồi đấy, cũng đã khuyên các bác rồi đấy, là nên 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 dùng một cái tài khoản nó không quan trọng ấy. Đấy, hoặc nếu mà dùng cái tài khoản chính thì các bác sau này làm xong cái phần mềm này thì các bác đổi mật khẩu đi nhé. Thì em sẽ nhập cái mật khẩu của em vào. Đó, rồi, ok. Các bác chờ chút. Đấy, hình như lỗi à. Lỗi các bạn. Nó bị báo là đăng nhập bị lỗi này. Nhấn lại. Rồi, nhập lại mật khẩu này. Nhập rất từ từ xem là nó bị lỗi gì. Đấy, thì nhập đúng rồi, nó sẽ yêu cầu các bác một cái tin nhắn để xác nhận cái tài khoản về cái số điện thoại của các bác hay dùng để chờ tí, em sẽ có tin nhắn. Ồ, chưa thấy tin nhắn đâu các bạn. Các bác phải nhấn vào chỗ send messenger, send SMS này. Rồi. Đấy, nó sẽ gửi một cái tin nhắn xác nhận về cái số điện thoại. Đấy, có rồi nhé. Em sẽ nhập vào đây. Được rồi. Rồi, cái này thì nó chỉ có tác dụng trong mấy phút thôi, không sợ. Ok các bác. Đấy, thì sau khi nhập xong rồi nhé. Ô, nhập xong sao nó vẫn báo lỗi nhỉ? Hình như vừa nhờ nhập sai hay sao các bạn, nó vẫn chưa chạy các bạn, lại phải ấn lại start lại, hơi bị lòng ngoằng chút. Cái này nhiều khi nó cứ hay lỗi. Em vừa phải làm lại đấy, nó vẫn báo lỗi này, trong khi đó mình nhập đúng nhá các bạn, bây giờ là em nhập đúng đấy nhưng mà nó cứ báo lỗi. Đây các bác cũng cũng có thể là gặp cái lỗi như này đấy.
vừa báo lỗi mà còn không không nhân được cái star này nữa này. Đấy. À giờ nó không nhận cái gì nữa sao ấy, không nhận cái thiết bị nữa sao này, không nhận thiết bị nữa sao. Rồi các bác chờ chút xem nó có báo gì không nhé. Nếu mà không báo gì thì các bác tắt phần mềm đi, làm lại từ đầu. Đấy, vừa cái lần trước em làm ấy thì nó không gặp cái lỗi này, nhưng mà giờ thì lại gặp. Cho nên chúng ta cứ bình tĩnh thôi nhé, có lỗi gì từ từ giải quyết thôi. Vậy cho nên clip nó sẽ rất là lâu. Rồi các bác chờ chút đi, làm lại. Nó không không nhận thiết bị nữa các bạn. Đấy. À rồi rồi nhận rồi. Mãi nó mới nhận. Rồi nhận rồi. Nhập lại cái file này. Rồi, cái chữ cái tài khoản vẫn là tài khoản cũ thôi. Chạy tiếp. Đấy, nó sẽ bắt các bác nhập mật khẩu vào đây. Được không nào? Được rồi các bạn. Đấy. Đang chạy rồi này. Đang chạy rồi này. Đấy, đang chạy rồi nhá. Thì cái quá trình chạy này nó sẽ khá là lâu. Cái chữ sinh nghi này này, đang chạy bây giờ cái chữ sinh nghi này chuyển thành chữ chữ đăng ấy thì mới được nhá. Cho nên các bác chờ chút. Chờ chút. Đấy. Cái đoạn này thì nó khá là lâu đấy. Và cái trên màn hình các bác đang xem ấy thì nó hơi bị mờ nhòe chút, thì các bác hết sức thông cảm, tại vì quay như này thì mới mới thực tế ấy. Nhiều khi tại vì cái máy tính của em nó cũng cấu hình nó cũng 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 chậm quá, nhiều khi em quay màn hình trên máy tính ấy nó không nó giật lắm, không chạy được. Đấy, các bác hết sức thông cảm. Đây các bác, cái đoạn này thì nó sẽ khá là lâu đấy. Ở các bác kiên nhẫn thôi. Rồi chờ chút. Chờ chút, đấy cái này kệ nó nha. Thì đây này, em sẽ quay xuống cái iPad cho các bác xem. Thì ở cái phần tài khoản đấy này, tài khoản Apple ID này này. Bây giờ nó sẽ có thêm cái chữ iMac này, iMac 27 inch này. Đấy, nó có thêm cái này nhá, còn cái trên là của mình rồi. Nhưng mà cái iMac 27 inch này thì em nghĩ nó là một cái máy ảo hoặc máy gì đó, hoặc là cũng có thể là cái mật khẩu của mình bị lộ cho người khác biết ấy. Thì cái đấy thì em cũng không biết được, tại vì cái phần mềm này cũng do một anh em trong trong nhóm Apple chia sẻ thôi. Nhưng mà em tại vì người đấy thì cũng bảo là bình thường thôi, không vấn đề gì. Đấy, tại vì cái lĩnh vực táo học này em cũng không 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 phải chuyên ngành ấy, không phải chuyên nghiệp cho lắm, cho mình chỉ áp dụng để làm thôi. Còn các bác nào mà thấy không an toàn thì cũng không nên làm. Em thì không sợ, tại vì tài khoản mình chả có cái gì. Đấy, cho nên là đấy, nó có thêm một cái địa chỉ iMac ở đây nữa này. Đấy. Ok. Cái đoạn này thì chia sẻ cho các bác biết thôi, chứ người làm ra cái này người ta cũng không không nói rõ cho lắm, nên mình cũng không dám chém vào cái đoạn này. Thôi kệ đi, mình làm được là được thôi. Sau này thì như như cái bác này của em này, sau khi em làm xong cái phần mềm này ok rồi ấy, thì em sẽ đổi cái mật khẩu iCloud. À, đấy là dùng được thôi, không vấn đề gì. Đấy, trong quá trình nói như thế thì cái này nó vẫn chưa xong các bạn. Cái này nó chạy hơi lâu. Đấy, nó vẫn đang là sinh in. Đấy, các bác hết sức thông cảm. Nó phải khá là lâu. Vẫn đang là sinh in. Rồi, cái này sẽ tua đi một chút nhé. Đợi khi nào nó sinh, nó đăng thì em sẽ chơi tiếp. Rồi. Rồi, thưa các bác. Thì đây này, nó đã báo đăng rồi này. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nó báo đăng ở chỗ này rồi này. Đấy, thì như thế này là xong rồi nhé. Các bác có thể tắt được cái phần mềm mà đi rồi. Vậy, và các bác sẽ chuyển xuống cái con
điện thoại hoặc là iPad của các bác. Đây em đây. Đấy thì các bác có thể rút cáp được rồi. Thì ở đây này, đấy các bác thấy không? Ở trong máy các bác giờ sẽ có hai cái phần mềm YouTube, đây là một này. Đây là phần mềm YouTube cũ của em này. Đang ở đây. Và đây có một phần mềm mới này. Thì các bác cũng đừng mở vội nhé. Các bác vào cái phần cài đặt này. Vào cài đặt này, vào cái cài đặt chung này, vào cái chữ quản lý và thiết bị này này. Đấy thì các bác ấn vào cái chỗ không tin cậy này này. Đấy và các bác nhấn vào cái tin cậy nó đi. Đấy. Rồi, ok, vậy là xong. Vậy là các bác có thể thoát ra và các bác vào cái YouTube này. Đấy. Thì vào cái YouTube mà nó vừa cài đặt ra đây này, nó như là một cái app mới thôi. Đấy, các bác có thể cho phép nó thông báo hoặc không này, em không cần thông báo. Các bác cái này cái gì này bật lên được không sao cả. Và các bác nhấn continue này. Đó, thì như lúc nãy ấy, tại vì cái phần mềm này em cài một lần rồi, dẫn đến là nó lưu lại cái tài khoản em ở trên này luôn này. Đấy, nó còn lưu lại cái tài khoản của em trên này luôn. Đấy, em vào kênh của em luôn này. Còn nếu mà như mà các bác mà chưa cài đặt lần đầu ấy, thì các bác chỉ cần đăng nhập lại cái tài khoản YouTube của các bác thôi. Đấy thì rất là đơn giản. Đấy thì em sẽ vào cái mấy cái video của em xem thế nào nhá. Đây. À, vào cái video đầu tiên luôn đi. Thấy cái biểu tượng pin này thôi Đấy, các bác thấy không? vẫn lên mà Bây giờ đang đang nói chuyện bình không thường cần nhé, phải em đã tắt đi này. hai phí mua thì có lỗi Đấy, các bác thấy không? Nó vẫn đang nói chuyện này. à rồi lên rồi Đấy. Nhé. đấy cái màn hình nó ngon thì cắm phát nó lên luôn Đấy, có nghĩa là bây giờ thì vừa rồi cái camera của em nó bị tự nhiên nó bị ngắt cho nên là phải Đấy, mình tắt đi, mình vừa tắt màn hình đi mà nó vẫn đang là phát phát tiếng rồi đấy, thì cho nên nó sẽ khi các bác nghe nhạc thì nó sẽ vẫn nghe được bình thường và gần như là nó không có quảng cáo các bạn. Đây em thử mấy cái đây clip này này, đây trong đây quá chạy. trình mà em Đấy, nó không quảng cáo luôn. cái số email mà nó bị Và các bác hoàn toàn có thể xem bị fake chẳng hạn à, không phải nó bị fake chế độ hình trong hình này, ok này. mà không phải fake email mà là Đấy, và quan trọng nhất là cái giao diện của nó các bác. Đây là giao diện nó y chang như cái giao diện của YouTube bình thường luôn. Đấy, cho nên các bác xem nó rất là thuận tiện. Rồi, ok. Như thế là xong nhé. Và em cũng bảo các bác rồi đấy, là sau khi các bác cài xong cái app này thì các bác vào cái iCloud của các bác và các bác thay đổi mật khẩu đi các bác nhé. Đấy. Các bác thay đổi mật khẩu đi là dùng bình thường thôi. Đấy, em nghĩ là thế. Còn các bác nào mà sợ sợ này sợ kia, sợ không an toàn thì các bác thôi đừng cài cái phần mềm này, tại vì em cũng không chắc là nó có an toàn hay không đâu, chỉ là chia sẻ thôi. Rồi, ok, chào các bác nhé.